ao ước ca bài ca sầu nhớ ngắm trăng mờ hoàng hôn ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn đừng trách tình riêng tôi đời mấy người chàng ưa nhìn tơ liễu dù ưa tìm trong giấc ngủ ngày con âu thơ lòng chưa biết thì mộng mơ nói nhiều để cho sầu vơi tôi ưa tìm lên đồi vắng lắng chuông chùa vọng khơi trong chim bát gió nghe tin thiêu thiết tha xa vời lòng thêm chơi vơi thường viết dòng tâm tư vào những chiều rèn trong nắng gọi hè bơ vơ còn thương còn nhớ đường xa gian khổ phong trần tạm quên vui khi tuổi thanh xuân năm tháng giữa non bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mờ hoàng hôn khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa buồn mà nghe cô đơn hẹn ước về tương lai chờ đón ngày tới đôi lòng không cách chờ như bầy mắm tôm tôi xin dâng lời ca khúc chọn một niềm vui mắm tôm tôi xin dâng lời ca khúc chọn một niềm vui tôi xin dâng lời ca khúc chọn một niềm vui.
Vâng, xin chào tất cả các bác yêu audio. Trong cái video này thì em sẽ gửi đến các bác một đôi loa toàn giải có đường kính 30cm có thương hiệu là Oliver City. Con này được đến từ Mỹ. Về cách thiết kế của nó thì vẫn là xương gang đúc và màng giấy, gân thì gân vải xếp và được tẩm dầu. Đặc biệt ở giữa là cái phễu phụ rất là to và cái đom chính giữa của nó là đom titan, giúp lấy giải cao khá là tốt. Phễu phụ rất là to đẹp, lấy giải cao khá là ok. Và hai con đồng hồ, một con đồng hồ bên phía tay trái thì đã về được lâu lâu rồi nhưng mà chưa thấy bác nào rước em nó về, và hôm nay tiếp tục về thêm một con nữa ở phía bên tay phải, con mặt tròn này. Đấy. Con mặt tròn này rất là đẹp. Và các bác là đi thứ tự nhá. Sẽ đi từ đôi loa. Đôi loa thì về hình thức thì các bác nhìn thấy rồi, em quay video hình thức của em nó thì rất là đẹp, hoàn hảo. Tiếng thì rất là ok đấy. Đánh đều, êm, ấm. Nói chung là đáp ứng cái nhạc vàng, nhạc trữ tình khá là ok. Và các bác như vậy. Về chất âm thì các bác tham khảo thêm trong video, rồi em cũng không cần mô tả nhiều hơn nữa. Nhưng mà theo em đánh giá thì chất âm của em nó khá là ok, khá là tốt. Hình thức thì rất là đẹp, đặc biệt là cái lón phụ của nó rất là đẹp và nó được đục những cái lỗ nho nhỏ xung quanh. Các bác lên thùng mà thò cái màng loa và cái lón phụ ra ngoài này nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó hơi khác biệt những cái con toàn giải khác một chút đấy. Rồi ok. Hình thức của con này thì em cũng đăng con loa này đăng 1 đến 2 lần rồi hay sao đấy, em có video để giới thiệu cụ thể về cái hình thức rồi kết cấu của em nó như nào. Bác nào có nhu cầu các bác có thể tìm lại cái video ở trên kênh để các bác tham khảo thêm nữa về cái kết cấu rồi về hình thức và tất cả mọi thứ. Nhưng mà theo em, theo ý kiến của em thì con này rất là đẹp, không có điểm gì để trừ từ mặt trước cho đến mặt sau, rất là ok. Em nó rất là tuyệt vời, không có điểm gì trừ đâu. Rồi ok, chúng ta sẽ lại gần để xem hai em đồng hồ. Rồi ở các bác ơi, con đồng hồ này thì cũng về cũng phải được đến tuần rồi đấy, nhưng mà chưa thấy bác nào tậu em nó về. Con này đặc biệt điểm thì nó có một chút cái mép đây thì nó ở cái mặt hiển thị này, mặt số đấy, nó hơi hoen hoen một chút đấy, còn lại thì rất là đẹp. Kết cấu hai cái chân trụ chính của nó là được thiết cấu các cái họa tiết hoa văn rất là tinh xảo, các bạn nhìn đấy, các bạn nhìn nhá, nó được thiết kế, nó được chạm khắc cái hoa văn rất là tinh xảo, rất là đẹp. Cái đồng hồ này của Đức nó được kết cấu là 400 ngày nó phải lên dây một lần. Đấy. Con này thì còn khóa này, còn cả cái sách để đi theo cái con đồng hồ. Nói chung là hàng cổ điển, nó sản xuất từ những năm 50-60, khá là lâu đời rồi. Đấy các bác, mặt trước mặt sau. Đây là bộ máy của em nó. Đấy. Bạn nhìn này. Đấy. Máy chạy bằng cơ khá là xịn sò luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tuyệt vời đấy. Đấy. Nói chung là rất là đẹp. Cổ điển. Đấy. Ở đây. Tiện thể thì cho các bác ngắm luôn cái đít của con loa. Con này modem 12C. Đấy. Dòng này dòng 8 ohm. Đấy, các bạn nhìn này. Rồi, ok, và hình thức con này đẹp lắm rồi, em giới thiệu rồi, không phải giới thiệu lại đâu, hình thức nó đẹp. Đấy các bạn nhìn. Hình thức nó quá là đẹp, quá là tuyệt vời luôn rồi, không phải giới thiệu nữa. Rồi, tiếp tục sang con đồng hồ thứ hai. Con này thì cực kỳ là đẹp luôn các bạn nhá. Cực đẹp, cực là yêu. Đấy. À quên mất báo giá luôn. Con đồng hồ mặt vuông phía bên này là sẽ mùa Covid-19 sẽ giảm giá xuống là còn 4 triệu thôi nha các bạn nhé. Còn có 4 triệu một con đồng hồ này thôi. Quá là hời cho một cuộc mua sắm đúng không? Đấy. Rồi. Ok. Còn con bên này.
con bên này rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn, nó đẹp hơn con bên kia. Đấy, về kết cấu thì nó tương tự như nhau thôi, nó được thiết kế mặt hình tròn. Bốn cái quả lắc thì thiết kế cái chân của nó là chân quỳ, nó hơi khác một chút. Đấy, các bạn nhìn này, cái chân của con này nó hơi cong cong quỳ nhá. Còn chân bên này thì nó hơi, nó lại thụp cụp vào trong và nó xòe ra. Đấy, cái này tùy từng gu, tùy từng thẩm mỹ thôi. Cái chân của nó thì cũng vậy thôi, hai cái chân trụ chính được chạm khắc các cái hoa văn nhìn tinh xảo, nó rất là đẹp ạ. Nói gì nữa, chẳng biết nói gì nữa, nó quá đẹp rồi, quá tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn. Hôm trước có bác bảo là đo để xem kích thước nó như nào để cho các bác tiện về trưng bày này, rồi là đặt ở phòng làm việc thế nào. Thì hôm nay to luôn, hai con này sai bằng nhau các bác. Hai con này sai bằng nhau. Đấy, nó 30. cm các bạn, sai bằng nhau nhé, cao 30 cm, sai bằng nhau, rất là đẹp. Con này thì cái sơn của nó còn bóng bẩy hơn con bên kia. Con bên kia thì chắc là các bác về qua phải vệ sinh. Con này màu hơi xỉn một chút, còn bên này bóng. Con này có giá 5 triệu nhá. Đó bác là rất là đẹp luôn, nó không có điểm gì trừ, nên là em nó sẽ có giá là 5 triệu để cho các bác về các bác chơi. Các bác để trong phòng khách, phòng audio hoặc là trên bàn làm việc, office thì rất là tuyệt vời, rất đẹp, không có điểm gì để trừ. Rồi, ok. Về tổng quan của cái video ngày hôm nay là như vậy. Và đôi loa này thì cũng có giá của mùa Covid, em sẽ giảm giá xuống. Tí em sẽ để giá ở trên phần tiêu đề để cho các bác tiện liên hệ. Nói trong video này có khi các bác lại quên, đúng không? Không để ý, hoặc là không để ý tua qua để xem, không để ý. Rồi, ok. Video đến đây xin được tạm dừng. Giá từng sản phẩm em sẽ để trên phần tiêu đề để các bác tiện liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.